Này thiện hiện các đại Bồ Tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì biết tất cả các loại phân biệt việc làm là không, không có sở hữu, hư vọng chẳng thật. Vì sao? Này thiện hiện, vì các đại Bồ Tát khéo học pháp không nội, khéo học pháp không ngoại, khéo học nội pháp không ngoại, khéo học pháp không không, khéo học pháp không lớn, khéo học pháp không thắng nghĩa, khéo học pháp không hữu vi, khéo học pháp không vô vi, khéo học pháp không rốt ráo, khéo học pháp không không biên giới, khéo học pháp không tản mạn, khéo học pháp không không đổi khác, khéo học pháp không bản tánh, khéo học pháp không tự tướng, khéo học pháp không cộng tướng, khéo học pháp không tất cả pháp, khéo học pháp không chẳng thể nắm bắt được, khéo học pháp không không tánh, khéo học pháp không tự tánh, khéo học pháp không không tánh tự tánh. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, an trụ pháp không rồi, quan sát đúng như thật sự phân biệt việc làm là không, không có sở hữu, hư vọng chẳng thật như thế, tức là chẳng xa lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, như thật chẳng xa lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, nên mới được phước vô số vô lượng vô biên. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, vô số vô lượng vô biên có gì sai biệt? Phật dạy, này thiện hiện, nói vô số là số chẳng thể nắm bắt được, chẳng thể đếm ở trong cảnh giới hữu vi, chẳng thể đếm ở trong cảnh giới vô vi. Nói vô lượng là lượng chẳng thể nắm bắt được, chẳng thể lường ở trong pháp quá khứ, chẳng thể lường ở trong pháp vị lai, chẳng thể lường ở trong pháp hiện tại. Nói vô biên là biên giới chẳng thể nắm bắt được, chẳng thể đo lường giới hạn kia vậy. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì có nhân duyên nào không mà sắc cũng vô số vô lượng vô biên, thọ tưởng hành thức cũng vô số vô lượng vô biên. Phật dạy, này thiện hiện, vì có nhân duyên nên sắc cũng vô số vô lượng vô biên, thọ tưởng hành thức cũng vô số vô lượng vô biên. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà sắc cũng vô số vô lượng vô biên, thọ tưởng hành thức cũng vô số vô lượng vô biên. Phật dạy, này thiện hiện, vì sắc là không nên vô số vô lượng vô biên, vì thọ tưởng hành thức là không nên cũng vô số vô lượng vô biên. Lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, có phải chỉ có sắc là không, thọ tưởng hành thức là không, hay tất cả pháp cũng là không? Phật dạy, này thiện hiện, trước đây ta đã chẳng nói tất cả pháp đều là không không ư? Thiện hiện đáp, Phật tuy đã nói tất cả pháp đều là không, nhưng các hữu tình chẳng biết, chẳng thấy, chẳng hiểu, cho nên con nay phải hỏi lại như thế. Bạch Thế Tôn, Như Lai thường nói sắc là không, thọ tưởng hành thức cũng là không. Như Lai thường nói nhãn xứ là không, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng là không. Như Lai thường nói sắc xứ là không, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng là không. Như Lai thường nói nhãn giới là không, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng là không. Như Lai thường nói sắc giới là không, thanh hương vị xúc pháp giới cũng là không. Như Lai thường nói nhãn thức giới là không, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng là không. Như Lai thường nói nhãn xúc là không, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc cũng là không. Như Lai thường nói các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không, các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng là không. Như Lai thường nói địa giới là không, thủy hỏa phong không thức giới cũng là không. Như Lai thường nói tánh của nhân duyên là không, tánh của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên cũng là không. Như Lai thường nói vô minh là không, hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử cũng là không. Như Lai thường nói ngã là không, hữu tình dòng sanh mạng, khả năng sanh khởi, sự dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sanh nho đồng, khả năng làm việc, khả năng thọ quả báo, cái biết cái thấy cũng là không. Như Lai thường nói bộ thí ba la mật đa là không, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa cũng là không. Như Lai thường nói pháp không nội là không, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng là không. Như Lai thường nói chân như là không, pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không là không, cảnh giới bất tư nghỉ cũng là không.
Như Lai thường nói, bốn niệm trụ là không, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng là không. Như Lai thường nói, thánh đế khổ là không, thánh đế tập diệt đạo cũng là không. Như Lai thường nói, bốn tịnh lự là không, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng là không. Như Lai thường nói, tám giải thoát là không, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng là không. Như Lai thường nói, pháp môn giải thoát không là không, pháp môn giải thoát vô tưởng vô nguyện cũng là không. Như Lai thường nói, bậc cực hỷ là không, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệu tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân cũng là không. Như Lai thường nói, năm loại mắt là không, sáu phép thần thông cũng là không. Như Lai thường nói, pháp môn tam ma địa là không, pháp môn đà la ni cũng là không. Như Lai thường nói, mười lực Phật là không, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng là không. Như Lai thường nói, pháp không quên mất là không, tánh luôn luôn xả cũng là không. Như Lai thường nói, trí nhất thiết là không, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng là không. Như Lai thường nói, quả dự lưu là không, quả nhất lai bất hoàn, an la hán cũng là không. Như Lai thường nói, quả vị độc giác là không. Như Lai thường nói, tất cả hạnh Bồ Tát cũng là không. Như Lai thường nói, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Như Lai thường nói, bậc phàm phu là không, bậc thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai cũng là không. Như Lai thường nói, pháp hữu sắc, pháp vô sắc là không, pháp hữu kiến, pháp vô kiến, pháp hữu đối, pháp vô đối, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, pháp hữu vi, pháp vô vi cũng là không. Như Lai thường nói, pháp quá khứ, vị lai, hiện tại là không, pháp thiện, bất thiện, vô ký, hệ pháp dục giới, sắc giới, vô sắc giới, pháp học, vô học, phi vô học, pháp kiến sở đoạn, tu sở đoạn, phi sở đoạn cũng là không. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, ta đã thường nói các pháp này đều là không. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, tất cả pháp là không, tức là vô tận, cũng là vô số, cũng là vô lượng, cũng là vô biên. Bạch Thế Tôn, trong cái không của các pháp, cái tận chẳng thể nắm bắt được, số chẳng thể nắm bắt được, lượng chẳng thể nắm bắt được, biên chẳng thể nắm bắt được, do nhân duyên này mà vô tận, vô số, vô lượng, vô biên, văn nghĩa không phân biệt. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói, vô tận, vô số, vô lượng, vô biên, văn nghĩa không phân biệt, đều cùng làm sáng tỏ cái không của các pháp. Này thiện hiện, tất cả pháp không đều bất khả thuyết, Như Lai phương tiện nói là vô tận, hoặc nói vô số, hoặc nói vô lượng, hoặc nói vô biên, hoặc nói là không, hoặc nói vô tướng, hoặc nói vô nguyện, hoặc nói vô tác, hoặc nói vô sanh, hoặc nói vô diệt, hoặc nói ly nhiễm, hoặc nói tịch diệt, hoặc nói niết bàn, hoặc nói chân như, hoặc nói pháp giới, hoặc nói pháp tánh, hoặc nói thật tế, các nghĩa như thế đều là do Như Lai phương tiện diễn nói. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Như Lai dùng phương tiện rất là khéo léo, thật tướng của các pháp chẳng thể diễn nói, nhưng vì hữu tình mà phương tiện chỉ rõ. Bạch Thế Tôn, theo con hiểu nghĩa Phật đã nói là tánh của tất cả pháp đều bất khả thuyết. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, tánh của tất cả pháp đều bất khả thuyết. Vì sao? Vì tánh của tất cả pháp đều rốt ráo không, không có thể diễn nói cái không rốt ráo. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, nghĩa bất khả thuyết có tăng giảm chăng? Phật dạy, này thiện hiện, nghĩa bất khả thuyết không tăng không giảm. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu nghĩa bất khả thuyết không tăng không giảm, thì bố thí ba la mật đa cũng nên không tăng không giảm. Tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa cũng nên không tăng không giảm. Bạch Thế Tôn, nếu nghĩa bất khả thuyết không tăng không giảm, thì bốn niệm trụ cũng nên không tăng không giảm. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng nên không tăng không giảm. Bạch Thế Tôn, nếu nghĩa bất khả thuyết không tăng không giảm, thì bốn tịnh lự cũng nên không tăng không giảm. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng nên không tăng không giảm. Bạch Thế Tôn, nếu nghĩa bất khả thuyết không tăng không giảm, thì tám giải thoát cũng nên không tăng không giảm. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng nên không tăng không giảm. Bạch Thế Tôn, nếu nghĩa bất khả thuyết không tăng không giảm, thì pháp môn giải thoát không cũng nên không tăng không giảm. Pháp môn giải thoát vô tưởng vô nguyện cũng nên không tăng không giảm. Bạch Thế Tôn, nếu nghĩa bất khả thuyết không tăng không giảm, thì bậc cực hỷ cũng nên không tăng không giảm.
bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, cũng nên không tăng không giảm. Bạch Thế Tôn, nếu nghĩa bất khả thuyết không tăng không giảm, thì năm loại mắt cũng nên không tăng không giảm, sáu phép thần thông cũng nên không tăng không giảm. Bạch Thế Tôn, nếu nghĩa bất khả thuyết không tăng không giảm, thì pháp môn Tam Ma Địa cũng nên không tăng không giảm, pháp môn Đà La Ni cũng nên không tăng không giảm. Bạch Thế Tôn, nếu nghĩa bất khả thuyết không tăng không giảm, thì 10 lực Phật cũng nên không tăng không giảm, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng nên không tăng không giảm. Bạch Thế Tôn, nếu nghĩa bất khả thuyết không tăng không giảm, thì pháp không quên mất cũng nên không tăng không giảm, tánh luôn luôn xả cũng nên không tăng không giảm. Bạch Thế Tôn, nếu nghĩa bất khả thuyết không tăng không giảm, thì trí nhất thiết cũng nên không tăng không giảm, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng nên không tăng không giảm. Bạch Thế Tôn, nếu bố thí ba la mật đa không tăng không giảm, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa cũng không tăng không giảm, thì tại sao Đại Bồ Tát tu hành bố thí ba la mật đa, tu hành tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, nếu bốn niệm trụ không tăng không giảm, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng không tăng không giảm, thì tại sao Đại Bồ Tát tu hành bốn niệm trụ, tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, nếu bốn tịnh lự không tăng không giảm, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng không tăng không giảm, thì tại sao Đại Bồ Tát tu hành bốn tịnh lự, tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, nếu tám giải thoát không tăng không giảm, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng không tăng không giảm, thì tại sao Đại Bồ Tát tu hành tám giải thoát, tu hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, nếu pháp môn giải thoát không tăng không giảm, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng không tăng không giảm, thì tại sao Đại Bồ Tát tu hành pháp môn giải thoát không, tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, nếu bậc cực hỷ không tăng không giảm, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân cũng không tăng không giảm, thì tại sao Đại Bồ Tát tu hành bậc cực hỷ, tu hành bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, nếu năm loại mắt không tăng không giảm, sáu phép thần thông cũng không tăng không giảm, thì tại sao Đại Bồ Tát tu hành năm loại mắt, tu hành sáu phép thần thông chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, nếu pháp môn Tam Ma Địa không tăng không giảm, pháp môn Đà La Ni cũng không tăng không giảm, thì tại sao Đại Bồ Tát tu hành pháp môn Tam Ma Địa, tu hành pháp môn Đà La Ni chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, nếu 10 lực Phật không tăng không giảm, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng không tăng không giảm, thì tại sao Đại Bồ Tát tu hành 10 lực Phật, tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, nếu pháp không quên mất không tăng không giảm, tánh luôn luôn xả cũng không tăng không giảm, thì tại sao Đại Bồ Tát tu hành pháp không quên mất, tu hành tánh luôn luôn xả chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, nếu trí nhất thiết không tăng không giảm, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng không tăng không giảm, thì tại sao Đại Bồ Tát tu hành trí nhất thiết, tu hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Hết quyển thứ 329.